kênh của 6 Vlog nha. Hôm nay mình lại lên cửa hàng Yamaha để cập nhật giá xe Yamaha Exciter mới nhất cũng như là về thông tin về chương trình trả góp của Exciter nha mọi người. Theo dõi nhé. Hiện tại mình đang ở cửa hàng Yamaha nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ở cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam nha mọi người. Cái cửa hàng Yamaha này thì chỉ có duy nhất một cửa hàng này thôi ở trung tâm thị xã Ajinba nha. Mình đến đây để quay cho mọi người xem về giá xe cũng như là cập nhật cho tất cả mọi người biết về cái chương trình trả góp mà hiện nay được rất là nhiều anh em quan tâm. Thì mình sẽ hỏi một anh nhân viên bên cửa hàng Yamaha để tư vấn cho mọi người về cái chương trình trả góp nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng theo dõi nhé. Anh cho hỏi là hiện nay thì cái chương trình trả góp của bên Yamaha thì cái đối tượng nào mà để được tham gia đủ điều kiện để tham gia chương trình trả góp anh nhỉ? Dạ, đối tượng đủ điều kiện thì tuổi phải từ 19 đến 70 ạ. Từ 19 đến 70 tuổi là đủ điều kiện tham gia chương trình trả góp ạ? Dạ vâng. Và thì anh cho em hỏi là cái chương trình trả góp ấy thì mình cần chuẩn bị cái giấy tờ gì để tham gia chương trình đó anh nhỉ? Dạ, để điều kiện để trả góp xe thì phải có chứng minh nhân dân cộng bằng lái. À, bằng lái xe. Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu. Dạ, ví dụ như anh cho em hỏi là ví dụ như mình ở địa phương khác thì mình có chứng minh nhân dân với bằng lái thì mình có tham gia chương trình trả góp được không anh? Dạ, được ạ. Được anh? Dạ vâng. Và anh cho em hỏi là ví dụ như là mình cái mức mà mình trả trước thấp nhất là bao nhiêu tiền là mình được tham gia chương trình này anh? Để tham gia chương trình thì anh mức thấp nhất thì phải được 20% giá trị xe. 20% giá trị xe ạ. Ví dụ như xe 50 triệu á thì mình đưa trước từ 10 triệu trở lên là được. À, từ 10 triệu trở lên ạ. Là chỉ cần 10 triệu là mua được một chiếc xe về rồi anh. Dạ vâng. Với cái lãi suất là bao nhiêu phần trăm anh nhỉ? Dạ lãi suất là 1,37%. 1,37% ạ, trên tháng ạ. Dạ vâng, là của ngân hàng nào anh nhỉ? Dạ, của ngân hàng HD. Là của ngân hàng HD Sài Gòn ạ. À, vâng. Thì mọi người có thể biết được là hiện nay cái chương trình trả góp đó thì chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái xe hay là chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu nha mọi người thì có thể được mua được một chiếc xe mà mình yêu thích rồi. Anh cho em hỏi luôn là về cái giá xe của tháng này thì có thay đổi hơn so với tháng trước không anh nhỉ? Dạ thì giá xe là vẫn thấp. Vẫn là không có lên vâng như những dòng xe khác. Và Exciter hiện nay là giá cũng hợp lý anh. Với lại đang có cái chương trình mà tặng 1.500.000 đồng này là khi mình mua xe được tặng dạ, tặng phí trước bạ là giảm ngay 1.500.000 ạ. À. Dạ vâng ạ. Là chương trình thì áp dụng từ ngày 22 tháng 8 đến hết hạn là ngày 31 tháng 10 năm 2019. À, 1 tháng 10 mới hết hạn này. Dạ. Vâng. Vâng, nên là nhiều người mà muốn mua xe ở thời điểm hiện tại thì có thể đến cửa hàng nhé. Hiện nay thì có rất là nhiều mẫu xe luôn. Thì vừa rồi các bạn cũng vừa mới nghe được cái cuộc nói chuyện của mình với bọn anh nhân viên bên hãng Yamaha vừa tư vấn cho mọi người về cái thủ tục trả góp. Thì bây giờ thì mình sẽ có một cái ví dụ cụ thể cho anh em, bởi vì là rất nhiều anh em thắc mắc là khi mà có tầm độ 20 triệu thì mua xe trả góp được không và cái mức lãi sẽ là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái dẫn chứng cụ thể để cho anh em cùng tham khảo nhé. Ví dụ như mình mua một chiếc xe Exciter với giá là 47 triệu đồng mà các bạn trả trước là 20 triệu đồng và các bạn sẽ còn nợ lại bên cửa hàng là 27 triệu. Và bây giờ mình sẽ tính lãi như sau. Mình sẽ lấy 27 triệu này nhân với cái tiền lãi là 1,37%. Đấy là cái mức lãi cố định nha các bạn. Thì mình sẽ lấy 27 triệu này nhân với 1,37% thì sẽ ra số tiền lãi hàng tháng là 369.900 đồng. Đó là tiền lãi hàng tháng nha các bạn. Là mỗi tháng là mình phải trả thêm tiền lãi là 369.900 đồng tiền lãi, với cộng với số tiền gốc mà các bạn phải trả hàng tháng nữa. Có nghĩa là mình sẽ lấy 27 triệu mình còn nợ lại này nhân, là chia cho 12 tháng. Thì mình sẽ lấy 27 triệu này chia cho 12 tháng thì sẽ ra số tiền là 2.250.000 đồng, cộng với cái số tiền lãi mà hàng tháng phải trả là 369.000 đồng nữa thì sẽ ra là 2.620.000 nha các bạn. Thì mỗi tháng mình chỉ cần trả 2.620.000 thôi. Trong vòng 12 tháng thì sẽ hết cái số tiền là 27 triệu nha các bạn. Và mình sẽ tính cho các bạn luôn, nếu cộng dồn trong 12 tháng thì cái tiền lãi của mình á nó sẽ chênh lệch là 4 triệu hơn 4 triệu đồng nha các bạn. Sẽ chênh lên tầm là 4.400.000 các bạn ạ. Với tổng số là tầm 51 triệu đồng. Đó là khi mà mình trả lãi trong vòng 12 tháng nha. Thì sẽ chênh lệch với mức trả thẳng là hơn 4 triệu. Thì đó là cái ví dụ mà mình đưa cho anh em tham khảo. Thì nếu mà anh em nào mà có điều kiện thì mình nên trả trước cái phần trăm trả trước thì càng cao thì cái phần mức lãi sẽ càng giảm các bạn. Với lại là khi mà mình trả góp chọn cái mức trả góp trong vòng từ 6 tháng hoặc là 9 tháng thì nó sẽ cái mức lãi sẽ có thể giảm xuống nha các bạn. Thì nếu như mà mình tính ra thì cái mức lãi trong vòng 1 năm mà chỉ có trong vòng trên dưới 4 triệu
với một chiếc xe Exciter mà mình trả trước có 20 triệu đồng thì mình tính cũng không cao nha các bạn. Vì khi mà mình đã mua được một chiếc xe, sở hữu một chiếc xe rồi mà mình còn nợ lại thì mình sẽ có cái ý chí để mình quyết tâm để mình làm giả hết số nợ còn lại. Còn nếu mà các bạn có 20 triệu mà các bạn để dành một năm sau mà để dành được số tiền là 50 triệu để đi mua xe, mình nghĩ là chắc hơi khó. Hơi khó đâu các bạn là thanh niên á, bởi vì các bạn còn ăn chơi này kia nữa thì sẽ không thể nào mà dành cái số tiền mà mua một chiếc xe được. Thì nên nếu mà các bạn mà đam mê á thì dành được một số tiền nào đó thì mình có thể mua trả góp, thì mình cái mức lãi thì cũng rất là ưu đãi thôi. Thì chỉ trong vòng 12 tháng thì mình chỉ chênh lệch nhau có 4 triệu. Như vậy thì mình thấy cũng là rất là hợp lý rồi, rất là phù hợp với nhiều anh em. Và mình cũng nhắc lại một xíu là cái phần trăm trả trước mà mình có thể trả trước tối thiểu là 20% giá trị của xe nha các bạn. Ví dụ như cái xe Exciter này 50 triệu thì các bạn chỉ cần trả trước có tầm độ 10 triệu thôi là các bạn có thể lấy được chiếc xe về rồi. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là khi mà mình trả trước cái phần trăm càng cao thì phần lãi sẽ càng giảm nha các bạn. Nếu các bạn mà trả trước có 10 triệu thì phần lãi mình nghĩ là sẽ rất là cao. Nên là mình khuyên các bạn là nên có trả trước ít nhất là tầm độ 3-40% hoặc là 50% thì càng tốt nha các bạn. Thì mức lãi sẽ giảm xuống và các bạn có thể chọn cái mức tầm 6-9 tháng thì sẽ cái mức lãi sẽ giảm hơn nhiều. Bởi vì cái dòng xe Exciter này hiện nay thì vẫn được rất là nhiều bạn ưa chuộng vì kiểu dáng cũng như là thiết kế. Tại sao hiện nay thì có rất là nhiều mẫu xe côn tay ở mức 150 phân khối nhưng mà Exciter thì vẫn là một cái sự lựa chọn hàng đầu của rất là nhiều anh em. Bởi vì là Exciter thì với kiểu dáng rất là đẹp, thầm hố từ trước đến nay rồi, vẫn với cái danh là ông vua đường phố luôn. Với lại có một cái Exciter có một cái ưu điểm là khi mà mình đi ở tốc độ chậm và đi ở đường phố với côn số rất là nhẹ nha. Mình đánh giá rất là cao về cái điều này ở Exciter là cái khả năng sang số cũng như là tay côn của Exciter rất là nhẹ. Và khi mà mình đi ở tốc độ bình thường đi trên phố thì cảm thấy Exciter là phù hợp nhất là các bạn. Còn về cái động cơ DOHC thì về côn với sang số nó sẽ cứng hơn động cơ của SOHC nha các bạn. Các mẫu xe mà mình đang quay này thì mình đang quay ở cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam nha các bạn. Cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam này thì nằm ở trung tâm thị xã Azinba, Gia Lai nha các bạn. Nếu mà có bạn nào mà muốn biết thêm về thông tin về cửa hàng cũng như là muốn mua xe thì các bạn có thể liên hệ với Facebook của mình nhé. Facebook của mình là Hoàng Sáu. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn đến cửa hàng hay là cập nhật về giá xe cho anh em, tất cả các em cùng tham khảo luôn. Thì về giá xe của Exciter mình cập nhật mới nhất vào hôm nay á, thì giá xe cũng chỉ dao động từ mức từ 46 triệu đồng đến 49 triệu rồi nha các bạn. Với tùy từng màu sắc và từng phiên bản. Thì như với màu xanh GP, màu cam đen và màu trắng đỏ thì với ba màu đó chỉ có với giá là 46 triệu thôi. Còn những cái phiên bản màu mới như các bạn có thể thông qua màn hình thì với cái màu mới này thì chỉ có dao động từ mức là 47 triệu đến 48 triệu đồng thôi. Rất là hợp lý, phù hợp với rất là nhiều anh em luôn. Với cái màu sắc mà cao cấp nhất là phiên bản Monster Energy và phiên bản Duso. Thì hai cái màu sắc đấy thì có giá cao hơn 1 triệu đồng. Ở hai phiên bản đấy thì có giá là 48 triệu 500 ngàn đồng nha các bạn. Với cái mức giá mà mình cập nhật thì mình cảm thấy là rẻ nhất từ trước đến nay luôn. Rất là phù hợp với anh em. Nếu mà có anh em nào mà mua xe ở thời điểm hiện tại rất là hợp lý luôn. Với lại là vì sao mà hiện nay thì Exciter lại có cái giá giảm như vậy? Thì mình cũng theo mình phân tích được thì có thể là vào cái thời điểm giữa năm thì cái nhu cầu mua xe của khách hàng không cao. Nên là với cái việc mà hạ giá thành để thu hút khách hàng thì cũng rất là hợp lý thôi. Với lại là hiện nay thì cái giá thành giảm xuống thì cũng có một cái lý do nữa là có cái chương trình mà tặng phí trước bạ 1 triệu 500 ngàn đồng. Ví dụ như bình thường chiếc xe với giá trị là 50 triệu thì bây giờ chỉ còn có 48 triệu 500 ngàn đồng thôi. Thì đã được tặng 1 triệu 500 ngàn đồng phí trước bạ khi mua xe rồi. Nên là có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Với lại cái chương trình mà mua xe Yamaha Exciter chúng Yamaha R3 với lại DMX thì vẫn còn nha các bạn. Thì hết tháng 9 mới hết cái chương trình ưu đãi này. Nên là ở trong cái tháng 9 này thì mình sẽ cập nhật giá xe của các mẫu xe côn tay phổ thông liên tục nhá. Nên là các bạn nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh của 6 Vlog để có những cập nhật mới nhất về thông tin về giá xe nha các bạn. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm ở đây thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình. Mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.